Xin kính chào tất cả quý khách hàng, các cô chú, các anh chị em đã đến với kênh của em Hồng Thanh Hàng Thùng. Em xin kính chúc tất cả quý khách hàng có một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Các anh chị cô chú đang theo dõi video của em Thanh, vui lòng bấm đăng ký kênh để mình không bỏ lỡ các video của em mỗi buổi sáng hàng ngày. Hoặc quý khách hàng cần đặt hàng, vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc Zalo của em Thanh trên màn hình 0832 625789 để em gửi hàng. Hôm nay thì em Thanh sẽ lên các mã áo polo ngắn tay của Hàn, của Nhật canh chú nhé. Tuy nhiên hôm nay là một video cũng rất là đặc biệt luôn, vì em sẽ bán 50 sản phẩm là full thương hiệu. Tất cả nó đều là thương hiệu nổi tiếng. Và em sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc khi các anh chú nhận hàng. Còn trong trường hợp các anh chú mình đặt hàng nhưng vì một lý do nào đó mình không có nhận thì vui lòng thanh toán phí ship hai chiều giúp em 30 ngàn. Và bây giờ em sẽ vào chi tiết sản phẩm ạ. Hôm nay em sẽ lên là mã M. Đầu tiên em lên mã M1 này, một con giờ North Face chất thun lạnh anh chú ơi. Đẹp xuất sắc, con này thì độ mới cực kỳ cao. Đẹp chất thun lạnh mát rượi. Đây là có tên thương hiệu của anh chú nhá. Đó, mã M1 này. Vai 47, bụng 53 và dài 73. Vai 47, bụng 53 và dài 73 các anh nhá chú ạ. Đây ạ. Con này là của Hàn các anh nhá chú ơi. Có một cúc sơ cua này. Cúc kia cực của nó cực kỳ xịn sò, có tên thương hiệu. Chất này mát rượi. Đó. Con này là đây ạ. Con này là màu xanh than, có kẻ màu ghi các anh nhá chú ạ. Mã M1, vai 47, bụng 53 và dài 73. Mát rượi. Cái phần tay bo của nó đây, cái phần tay bo nó không phải là len đâu mà nó cũng là chất thun lạnh luôn các anh nhá chú nhá. Đó, cổ này, cổ và cái nẹp nó đều thế luôn. Con này đẹp xuất sắc, độ mới cực kỳ cao, không tí vết. Mã M1, vai 47, bụng 53 và dài 73. Con này có giá là 450.000. 450.000 một con giờ North Face, siêu đẹp, siêu mới luôn. Đây các anh chú. Mã M1, vai 47, bụng 53 và dài 73, giá 450.000 ạ. 450.000 các anh chú nhá. Có tag để check QR code luôn các anh chú ạ. Em lên mã M2, một con Puma các anh chú ơi, một con Puma màu ghi sáng. Mã M2, mã M2 ạ. Vai 44, vai 44, bụng 52 và dài 70. Vai 44, bụng 52 và dài 70 ạ. Mã M2, một em Puma màu ghi. Đây ạ, logo của nó đó, bằng cao su này. Đây, cái này cũng bằng cao su các anh chú ạ, một con Puma. Rất là kiểu dáng rất là đơn giản thôi. Chất nó cũng là chất thun lạnh anh nha chú ơi. Chất thun lạnh ạ. Đây có một chữ vòng chữ Puma ở dưới này. Cũng là em áo của Hàn anh nha chú ơi. Đó. Made in Indonesia, hàng Indonesia xuất Hàn. Đó. Mã M2. Vai 44, bụng 52 và dài 70. Vai 44, bụng 52 và dài 70. Con này có giá 400.000 anh nha chú nhá. 400.000 một em Puma siêu đẹp luôn, màu rất là dễ mặc. Màu này nó là gam màu trung tính này, độ tuổi nào cũng mặc được. Form kiểu dáng cực kỳ trẻ trung. Mã M2, vai 44, bụng 52, dài 70, giá 400 ạ. Em lên một con Nike. Nike các anh nha chú ạ. Mã M3, vai 46 đến 50 các anh nha chú ạ, nó dáng là vai trượt này. Vai 46 đến 50, bụng nó 57 và dài 75, form khá là lớn đấy ạ. Form XXL. Một em Nike có cái logo thêu ở ngực. Chất của nó là chất đây ạ. Sự là cái chất này nó cũng không phải là chất thể thao mà không phải chất cốt tông tổ ong. Chất nó rất là đanh. Đây, về mặt nhám bên trong nhá. Đó. Tác của nó đây có một cút sơ cua. Màu đen ạ. Màu đen và vai nó là vai trượt như thế này các anh chú ơi. Mã M3, vai 46 đến 50, bụng 57 và dài 75. Một em Nike. Giá 380.000 ạ. 380.000 con này các anh chú nhé. Mã M3, vai 46 đến 50, dài 57 và bụng 57 và dài 75, giá 450.000. Dáng thể thao các anh chú nhé. Đấy, tay suông. Em lên mã M4 này. Một em của Missing World các anh chú ạ. Mã M4, vai 43, bụng 52 và dài 68. Vai 43, bụng 52 và dài 68, màu xanh. Ở phần túi màu xanh này, hai tay màu xanh và cổ màu xanh. Còn phần thân áo đấy ạ, nó là kẻ độ mới cực kỳ cao, các anh chú có thể quan sát phần cổ của nó nhá. Màu này thì kiểu nó phối cực kỳ trẻ trung, phù hợp với anh chú mà thích cái phong cách là trẻ trung đấy ạ. Và chất liệu của nó là chất cốt tông 100% các anh chú nhá. Chất cốt tông tổ ong này. Đó, có một cái logo ở trên túi như thế này. Mã M4, vai 43, bụng 52 và dài 68 ạ. Có tên thương hiệu ở trên cúc đây các anh nha chú ơi. Và nó có xẻ hai bên.
Con này là của Nhật các nha chú ạ. Đây ạ. Mã M4, vai 43, bụng 52 và dài 68, giá 350.000 các nha chú nhá. 350.000, cực kỳ đẹp. Mã M5, một em black da các nha chú ạ. Mã M5, vai 42, bụng 50 và dài 63, màu xanh than ạ. Đây nó có cái logo thương hiệu ở ngực này. Cổ của nó đây, cổ nó cực kỳ mới các anh các chú có thể nhìn nhá. Đó, và cái viền cổ của nó màu trắng này. Tay cũng thế ạ, tay cũng là có tay bo len và có viền trắng. Ở dưới này nó có xẻ đấy ạ. Màu xanh than rất là đơn giản, chất cốt tông tổ ong nhẹ nhàng. Cúc kiếc của thứ của nó cực kỳ đẹp luôn anh nhìn ạ. Mã M5, vai 42, bụng 50 và dài 63. Form này nó nhỏ và ngắn thôi. Các nhà chú mà cao khoảng tầm 1m65 trở lại mặc là đẹp đấy ạ. M5, vai 42, bụng 50 và dài 63. Giá 350.000 một em black da các nhà chú ạ. Một em black da của Hàn. Đây ạ. M5, vai 42, bụng 50 và dài 63. 350 ạ. Tiếp theo em lên mã M6. Vai 49, bụng 58 và dài 71. Cái này nó là chất liệu 100% cốt tông này các nhà chú. Đó. Cổ là cổ len nhá, cổ len rất là sạch này, không có bị xù. Tay suông và phía đằng sau lưng nó phối đấy ạ. Phía đằng sau lưng phía trên vai này thì nó màu đen, còn phía dưới này thì nó kẻ đen trắng, cực kỳ trẻ trung. Con này thì nó dành cho đấy ạ, sport đấy, Carter by Jack Sport đây các anh chú ơi. Con này mã M6 ấy. Vai 49, bụng 58 và dài 71 của Nhật các anh chú ạ. Có một cúp sơ cua và tất cả các cúp của nó đây đều có tên thương hiệu. Đó, con này mặc thì rất là mát và kiểu trẻ ấy. Form rộng rãi các anh các chú ạ. Mã M6, vai 49, bụng 58 và dài 71, giá 300.000 anh các chú ạ. 300.000 nhá. Cái này áo này thì nó có xẻ ở hai bên đấy ạ. Mã M6, vai 49, bụng 58 và dài 71, giá 300 ạ. Tiếp theo em lên mã M7. Vai 47, bụng 51 và dài 65. Vai 47, bụng 51 và dài 65. Con này là của Hàn các anh các chú ạ. Phần cổ của nó phối, à phần cổ của nó là kéo khóa chứ nó không phải cài cúc. Đấy là phối màu xanh, nó có các kiểu là á họa tiết màu xanh ấy, cực kỳ đẹp và trẻ trung. Mặc con này mùa hè thì á, trông rất là ăn chơi luôn đấy các anh các chú ạ. Chất của nó rất là hay, nó không phải là cái chất cốt tông kia đâu. Đây các anh chú nhìn cái bề mặt bên trong của nó này. Đó, đây ạ. Các tông màu xanh phối với nhau nhá. Mã M7, vai 47, bụng 51 và dài 65. Giá 300.000 các anh chú nhé. Chất cốt tông đấy ạ. Chất cốt tông 100%, giá 300. Mã M7, vai 47, bụng 51 và dài 65, giá 300 ạ. Em lên mã M8 này. Một em Adidas màu đỏ. Màu đỏ tươi luôn các anh chú ơi. Rất là nổi bật. Ở form này nó hơi nhỏ. Mã M8, vai 42 vai 43, bụng 47 và dài 67 ạ. Mã M8 này, vai 43, bụng 47 và dài 67 các anh các chú ạ. Một em Adidas, độ mới cực kỳ cao luôn. Anh các chú có thể nhìn. Đó, cúc kia của thứ của nó xịn cực kỳ luôn. Chất thun lạnh. Và cái phần tay của nó nhá. Đây, phần tay thì nó làm kiểu hai lớp ấy, mà rất là thoáng này. Còn ngực thì, à, còn phần thân của nó thì là làm trơn thôi. Đây, có chữ Adidas phía đằng sau này nữa. Con này thì mặc lên thì rất là nổi bật, phù hợp với những chú thích những tông màu nổi bật. Tuy nhiên form này nó nhỏ này. Mã M8, vai 43, bụng 47 và dài 67. Thực ra những cái con áo mà nó chất nó thun lạnh như thế này thì thường là cái form nó nhỏ này. Thường không phải form nó nhỏ, em xin lỗi, mà cái dáng nó may kiểu may dáng slim fit đấy các anh các chú, bởi vì nó có độ co giãn cực kỳ tốt. Nó không giống những cái chất mà nó là chất cốt tông hoặc là chất cốt tông tổ ong ấy thì nó sẽ may kiểu form nó rộng hơn. Còn cái thun lạnh này thì cơ bản là mặc thì nó rất là dễ chịu rồi, cho nên là không cần phải quá rộng đúng không ạ? Mã M8, vai 43, bụng 47 và dài 67, giá 400.000 anh các chú ạ. 400.000, con này siêu mới luôn. Đây ạ, anh các chú có thể nhìn nhá. Phần cổ của nó này. Đó. Áo này có xẻ hai bên ạ. Cũng là áo của Hàn các anh các chú nhá. Áo của Hàn có thể check QR code đây ạ. Mã M8, vai 43, bụng 47 và dài 67, giá 400 ạ. Mã M9, vai 47, bụng 54 và dài 74. Một em của Adabat, dòng chơi gốp đấy ạ. Ôi con này thì anh em chú nhìn chất của nó này, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Ôi, đây, nó là chất thun lạnh ấy, sau đó có kẻ chìm.
Thề luôn, con này phải nói là nó còn nhẹ, nó mát hơn cả lụa luôn đi canh nha chú ạ. Màu cũng đẹp nữa cơ. Màu những cái dòng mà dòng chơi chơi gốp ấy, cái màu nó thường nó rất phối cực kỳ lạ, nó có một cái logo đấy ạ, có một cái logo in ở trên ngực thế này. Áo này có xẻ xịn cực. Con này siêu đẹp luôn ấy, áo hàn nha nha chú nhá. Ôi chất nó mát. Áo này cũng là kéo kéo khóa chứ không phải là cài cúc này. Một em Adabat dòng gốp. Mã M9, vai 47, bụng 54 và dài 74. Giá 350.000 anh nha chú ạ. Nhìn nó này. Nó không bị nhăn nhầu gì đâu, chất đẹp lắm luôn anh nha chú ơi, nó mỏng mà nó nhẹ. Mã M9. Vai 47, bụng 54 và dài 74. Giá 350.000, siêu đẹp. Em lên mã M10. Vai 53, bụng 62 và dài 75. Vai 53, bụng 62 và dài 75 các anh các chú ạ. Chất của nó nhá, chất nó là kiểu chất thể thao các anh các chú. Màu xanh than. Form này rất là to. Các anh các chú mà cỡ khoảng tầm 85 90 cân vẫn có thể mặc được đấy ạ. Mã M10, vai 53, bụng 62 và dài 75. Con này các anh các chú mà cao tầm khoảng 1m75, 1m8 ấy là mặc ok đấy ạ. Mã M10, vai 53, bụng 62 và dài 75. Em này có giá 300.000 các anh các chú ạ, màu xanh than. Chất thể thao này cực kỳ đẹp nhá. Đó. Mã M10, vai 53, bụng 62 và dài 75, giá 300. Em lên mã M11 này, một em crocodile phối các loại màu trắng, xanh than và vàng đây ạ. Độ mới cực kỳ cao đây các anh các chú, cổ của nó này. Nó có logo cá sấu ở túi ngực này. Đó. Con này thì kiểu nó phối rất là đẹp. Nó không phải là màu vàng hết mà nó là phối các tông màu kẻ với nhau. Mã M11, vai 50, bụng 58 và dài 72. Vai 50, bụng 58 và dài 72 các anh chú ạ. Con này là cũng là của Hàn. Con này giá 300.000 ạ, 300.000 các anh chú nhá. Đây ạ. Cúc của nó có chữ thương hiệu Crocodile đây. Chất thun 100% cốt tông này. Độ này mới cực kỳ cao. Anh chú có thể nhìn cái phần cổ của nó đây ạ, không bị xù, không bị bạc gì đâu ạ. Mã M11, vai 50, bụng 58 và dài 72, giá 300.000. Mã M12, vai 47, bụng 53 và dài 68. Vai 47, bụng 53 và dài 68, một hiệu của Aiko của Nhật các anh chú ạ. Tang tủng của nó này, mới cực kỳ luôn. Đó, phần cổ nhá. Anh chú có thể nhìn, không bị cũ một tí nào, không có cái dấu hiệu gì là đã cũ luôn ấy. Con này mới lắm, mới cỡ khoảng tầm 98% luôn anh chú ạ. Nó là màu kẻ kẻ xanh than này, phối với màu đỏ, màu trắng. Đó, áo có túi ngực ạ. Chất nó co giãn rất là khá là ok này, chất co giãn nhiều. Nó là vừa nhiều, nó vừa là chất nó thun thể thao ấy, nó là kiểu chất thun thể thao nhưng mà nó rất là đẹp luôn. Thực sự các anh các chú ơi, bo tay của nó này rất là ngon lành nhá, độ mới cực kỳ cao luôn. Mã M12, vai 47, bụng 53 và dài 68, một em áo của Nhật, hiệu Aiko. Giá 300.000. Mã M12. Nghe cái tên đã thấy mát rồi các anh các chú nhỉ, nghe cái tên thương hiệu ấy đã thấy nó mát mẻ rồi. M12, vai 47, bụng 53 và dài 68, giá 300 ạ. Em lên một em Fila Gốp ạ. M13, vai 49, bụng 55 và dài 79. Vai 49, bụng 55 và dài 79 các anh các chú ạ. Con này thì form rất là to. Nó là đây ạ, nó là màu xanh ghi có kẻ đen ý. Đó, một em hiệu Fila Gốp nhá. Có logo logo in ở ngực đẹp. Màu sắc nó rất là mát mẻ. Em này cũng là của Hàn các anh các chú ạ. Em của Hàn đây. Mã M13, vai 49, bụng 55 và dài 79. Em này có giá là 300.000, một em Fila Gốp ạ. Rất là nhẹ, uniform nó to anh các chú ạ. Con này các anh các chú mà kiểu cao to ấy mặc với được đấy. Cao khoảng tầm cứ khoảng tầm 1m75, 1m8 ấy các anh các chú ạ. Mã M13, vai 49, bụng 55 và dài 79, giá 300 ạ, một em Fila Gốp. Ôi con này mới đẹp này các anh các chú ơi. Siêu đẹp luôn. Đây, nhìn cái họa tiết này đã thấy thích rồi đúng không ạ? Mã M14. Vai 52, bụng 57 và dài 71. Vai 52, bụng 57 và dài 71 các anh các chú ạ. Chất thể thao này. Con này là áo của Hàn các anh các chú ạ, made in Korea đấy ạ. Nó có phần họa tiết này,
nó màu xanh than hết nhá, phần cổ của nó đây độ mới rất rất cao đó, rất thể thao này, màu đẹp không. Mã M14, size 52, bụng 57 và dài 71 ạ, giá 350.000 nha anh chú ơi. Toàn bộ cái cúc của nó có tên thương hiệu đây, có logo thương hiệu này. Kiểu dáng thì nó đơn giản thôi, cái này nó đặc biệt ở cái phần họa tiết in trên áo. Đó. Cái này nó in mà nó kiểu chìm vào trong vải luôn ấy, chứ nó không phải là cái kiểu in mà nó có cao su hay gì trên áo đâu các anh chú ạ. Đây. Em có thể cho anh chú nhìn nhá. Đây ạ. Cái này là nó may dệt luôn ấy chứ không phải là in nữa đúng không ạ? Cho nên là không bao giờ sợ bị phai, sợ bị vỡ vỡ cái phần in. Đó. Con này đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn. Mã M14, vai 52, bụng 57 và dài 71, giá 350.000 anh nha chú ạ, 350. Mã M15, một em fila màu xanh. Mã M15, vai 47, bụng 54 và dài 73. Vai 47, bụng 54 và dài 73, chất thể thao anh nha chú nhá, độ mới cực kỳ cao. Không có một cái lỗi gì trên áo này luôn. Đó, con này một màu xanh thôi, màu cơ bản. Chứ nó không có cái gì là quá đặc biệt, tuy nhiên là kiểu dáng đơn giản thì càng dễ mặc, chỉ là đây ạ. Nó có in cái logo Fila ở phía dưới này. Đó, màu xanh. Mã M15. Vai 47, bụng 54 và dài 73. Giá 380.000 nha anh chú ạ. 380.000 con này nhá, chất thể thao. Em lên mã M16 này, một em hiệu Uniqlo rất là mới luôn. Con này thì màu của nó là màu xanh, tông màu xanh than, nhưng mà tuy nhiên thì nó pha một ít màu kiểu màu ghi, à quên, em nhầm, nó tông xanh nhiều hơn. Mã M16, vai 47, bụng 53 và dài 69, chất cốt tông tổ ong. Thật ra cái thương hiệu Uniqlo ấy, nó là cái thương hiệu rất là phổ biến luôn, nó phổ thông. Nhưng mà chất của nó này các anh chú có thể nhìn, độ mới rất là cao và mượt mà. Đó, phần cổ của nó đây ạ. Tay có bo nhá, tay có bo. Và áo thì nó không có túi, nó chỉ có dòng chữ ở trên ngực này thôi. Mã M16, độ mới cực kỳ cao. Vai 47, bụng 53 và dài 69, một em hiệu Uniqlo siêu mới luôn. Con này giá 300 các anh chú ạ, một em Uniqlo. Đây ạ. Cúc kết của nó cực kỳ xịn nhá. Áo có xẻ hai bên này, chất rất là đanh. Thực ra là những con áo mà áo thun ấy, em vẫn khuyên các anh chú là nếu mà của bền tại người mà các anh chú mà mình giặt thì mình cho vào máy giặt thì nên cho vào cái túi giặt, rồi mình hãy ném vào máy chứ không phải ném thẳng vào, nhiều khi nó bị rão. Nhưng riêng với con Uniqlo này, cứ ném trực tiếp thẳng vào máy, không bay không dão được, đảm bảo luôn anh chú ơi. Mã M16 á, vai 47, bụng 53 và dài 69, giá 300. Em lên một con Eder này. Mã M17, vai 48, bụng 54 và dài 66, màu xanh than. Đây ạ, có cái tên thương hiệu này, nó là đây, miếng cao su ấy, cực kỳ xịn sò. Cúc của nó là cúc bấm, đó, có dòng chữ này cũng bằng cao su. Cổ len. Mã M17 ạ. Vai 48, bụng 54 và dài 66. Vai 48, bụng 54 và dài 66. Con này áo của Hàn anh em chú nhá. Giá là 380.000. 380.000 ạ. Chất thể thao này. Con này mặc lên rất là trẻ, form nó trẻ các anh em chú ạ. Bởi vì từ những cái chiếc cái mà kiểu chi tiết rất là nhỏ. Đây ạ, nó tô lên cái áo làm cho mình mặc kiểu dáng nó rất là trẻ trung. Đây, từ cái phần cúc của nó mà đi. Phía đằng sau lưng này, nó cũng xẻ lưng, bổ lưng. Mã M17, vai 48, bụng 54 và dài 66, giá 380.000. Em lên một con Mizuno Gop. Mã M18 này, màu xanh than anh nha chú ạ. Màu xanh than và có tông hơi tím tím, hơi tím một xíu thôi, không đáng kể. Con này độ mới cũng rất là cao. Mã M18, vai 44, bụng 50 và dài 64. Vai 44, bụng 50 và dài 64 ạ. Một em Mizuno của dòng Gop. Đó, tay có bo và có cổ len. Phía dưới nó cũng có xẻ đấy các anh chú. Áo này của Nhật ạ. Logo theo các anh chú nhá. Đó, độ mới cực kỳ cao. Em cứ zoom cận chất cho các anh chú nhìn cái phần cổ này. Và phần chất của nó này thì nó đánh giá được độ mới luôn. Mã M18. Vai 44, bụng 50 và dài 64, giá 350.000 một em Mizuno Gop ạ. Mã M18, vai 44, bụng 50 và dài 64, giá 380 ạ. 350, em nhập, 350. Em lên một con Asics này các anh các chú, màu xanh than, có phối với lại màu ít màu đỏ. Mã M19, vai 51, bụng 58 và dài 75,
Vai 51, bụng 58 và dài 75 canh nha chú ạ. Chất cốt tông tổ ong. Rất là đanh, độ mới cao lắm canh nha chú. Đó. Con này thì có xẻ hai bên nhá. Kiểu dáng nó rất là đơn giản, nó chỉ khác đấy là nó phối với lại cái sọc đỏ đô này, nổi bật cả cái áo luôn. Và phía này nó là có chữ logo ASICS ở ngực. Mã M19, vai 51, bụng 58 và dài 75. Em này có giá 350.000 anh em chú ạ. Form khá là to. M19, vai 51, bụng 58 và dài 75, 350.000. Em lên mã M20 của Filiza anh em chú ạ. Filiza. Mã M20, vai 52, bụng 56 và dài 74. Vai 52, bụng 56 và dài 74 ạ. Một em áo của Nhật này. Chất cốt tông. Nhưng cái phần kẻ của nó các anh các chú nhìn ạ, nó là kẻ nổi ấy, nó là cái dệt, nó dệt nổi ấy. Đó, cổ len này, tay thì không có bo nhá, áo có túi ngực, màu sắc nó phối khá là nhiều màu nhưng mà nó cực kỳ là nhã nhặn luôn, nó có các tông màu nó nhạt ấy, màu xanh, màu vàng, màu nâu, màu trắng, đó. Các tông nó phối với nhau cực kỳ đẹp, áo có túi ngực mà có tên thương hiệu ở ngực ạ. Mã M20, vai 52, bụng 56 và dài 74. Giá 280.000 ạ. Mã M20. Vai 52, bụng 56 và dài 74. Giá 280.000. Em lên mã M21 ạ. M21. Một em K2 các nhà chú ơi. Con này là của Hàn nhá. Mã M21. Vai 52, bụng 59 và dài 71. Vai 52, bụng 59 và dài 71. Con này độ mới cực kỳ cao. Cái chất của nó nhìn thế này kiểu như xuyên thấu đúng không ạ? Nhưng không phải đâu. Nghe chú như có thể nhìn này. Đấy là do ánh sáng nó chiếu vào xong rồi là cái vải của nó mỏng ấy. Nó độ dày của nó vừa phải thành ra là nó rất là mát. Đây ạ. Màu đen có kẻ vàng. Kiểu dáng thể thao các anh chú nhá. Đây có chữ thêu K2 này. Cúc của nó cũng có tên thương hiệu luôn. Rất là đẹp. Mã M21, vai 52, bụng 59 và dài 71. Form rộng rãi lắm các anh chú ơi. Mã M21 này. Vai 52, bụng 59 và dài 71 ạ. Em này có giá là 300.000. Mã M21. Vai 52, bụng 59, dài 71. Tay nó có bo. Tay nó có bo các anh chú nhá. Giá 300.000. Em lên một con chất Montegi của HM nữa các anh chú. HM. Mã M22. Vai 42, bụng 43 và dài 67. Con này thì nó nhỏ nhưng mà nó lại co giãn rất là nhiều này các anh chú. Đó. Tuy nhiên các anh chú ạ, con này thì dành cho những chú mà cao tầm khoảng cỡ 1m67 trở lại, khoảng 1m67 mà kiểu nặng người nhỏ thôi, người chắc là cỡ khoảng tầm 60 cân trở lại thì mặc sẽ vừa nhá. Vì là cái chất này ấy, mà các anh chú là bụng bự thì nó sẽ không hợp đâu ạ. Chất này, anh chú nhìn này. Đó, mông tư ghi nhá. Mã M22, vai 42, bụng 43 và dài 67, con này giá 300.000. 300.000 ạ, tay nó có bo như này. Đó, có giãn rất là nhiều luôn. Đấy, kiểu dáng bu rông. Mã M22, vai 42, bụng 43 và dài 67. 60 cân trở lại mặc anh em chú nhá. Giá 300.000. Em lên mã M23, vai 47, bụng 50 và dài 75. Dòng gốc ạ của Lê Đông Jun. Lê Đông Su chứ, Lê Đông Su. Đó. Cái này của Hàn Quốc anh em chú ạ. Có logo trước ngực này, nó phối kẻ màu đen ghi và trắng và cam. Chất là chất thun lạnh đây nha chú ạ. Đây áo Hàn Quốc đây. Cái phần cúc của nó đây cực kỳ xịn nhá. Đây ạ. Ống cúc xưa cua. Đẹp. Con này thì mặc lên rất là trẻ trung và mát. Mã M22. À không có túi ngực đâu ạ. Em xin lỗi, mã M23. Vai 47, bụng 50 và dài 75. Mã M23. Vai 47, bụng 50 và dài 75. Con này giá 300.000 anh nghe chú ạ. Chất mát rượi luôn. Nhưng con chất thun lạnh này, ai đã mặc những chất thun lạnh này mà mùa vào những ngày nóng lực ấy, và nó mùa hè ấy, thì không thể mặc cái chất nào khác ngoài cái chất lạnh này đâu. Nó không có xẻ hai bên đâu ạ. Mã M23. Vai 47, bụng 50 và dài 75 ạ. Giá 300 các anh chú ạ. Mã M24. Vai 49, bụng 51 và dài 70. Vai 49, bụng 51 và dài 70 các anh nha chú ạ. Mã M24 này.
Logo là bằng cao su các anh chú nhá. Nó là màu ghi phối với lại màu đen này, phối với cả màu đỏ cam. Rất là trẻ trung ạ. Của hiệu Green Joy. Đây, chất thun lạnh. Các anh chú có thể nhìn, cực kỳ phẳng phiu và đẹp nữa, độ mới rất rất cao. Con này là của Hàn Quốc các anh chú ạ. Đó. Phần cổ của nó đây. Mượt mà, không xù, không bạc gì hết. Màu phối đẹp lắm, rất là nhã nhặn này. Mã M24, vai 49, bụng 51 và dài 70. Vai 49, bụng 51 và dài 70 ạ. Con này có giá là 350.000 các anh chú ạ. Siêu đẹp. Mã M25, vai 45, bụng 50 và dài 74. Vai 45, bụng 50 và dài 73 các anh chú ạ. Vai 45, bụng 50 và dài 73. Một con chất thun lạnh tiếp theo. Đó, lô này rất là nhiều con thun lạnh chất đấy các anh chú. Tay có bo này, cổ là cổ len, anh chú có thể nhìn đây. Độ mới cực kỳ cao. Đó. Em này là chắc là của Hàn Quốc. Của Hàn Quốc các anh chú ạ. Đắc Navi. Đó. Nó phối màu đen với lại màu xanh navy ấy. Cực kỳ đẹp luôn. Chất mát rượi, mã M25, độ mới cực kỳ cao. Vai 45, bụng 50 và dài 73. Con này có giá 300.000 nha các chú nhá, 300.000. Cúc của nó đây cũng khắc tên thương hiệu hết đấy ạ. Logo thương hiệu đây. Chắc Club. Mã M25. Vai 45, bụng 50 và dài 73, giá 300 ạ. Ôi con này đẹp này các anh chú ơi, trông rất là chất chơi luôn. Mã M26, vai 46 đến 51, bụng 59 và dài 73. Đây cái phần vai nó là vai suôn, như các anh chú nhìn thấy phần tay của nó này, trông rất là ăn chơi kiểu trẻ trung ấy. Đó. Nó là có cái túi, nó có cái túi hộp lên các anh chú ạ. Đó, xong rồi là của ất khách à. Đây. Trông ăn chơi chưa? Thật ra thì chẳng ai bỏ cái đồ vào cái túi tay áo này làm cái gì đâu, nhưng mà trông nó cá tính, nó ăn chơi lắm các anh chú. Đây ạ, phần sau lưng nhá, nó cũng là cái tem như thế luôn, sau nó có chữ Courier đây ạ, chất thể thao màu đen này. Ôi con này cực kỳ ăn chơi luôn, nó không có gì đặc biệt cả trừ cái hai cái túi to bự to chà bá ở tay như thế này. Đây, túi hộp luôn nhá các anh các chú. Mã M26, bụng 46 đến 51, à em xin lỗi, vai 46 đến 51, bụng 59 và dài 73. Con này của Hàn Quốc các anh các chú ạ. Mã M26 này, vai 46 đến 51, bụng 59 và dài 73. Con này có giá là 350.000. À 300 ạ, em xin lỗi. Giá 300. Mã M26, vai 46 đến 51, bụng 59 và dài 73, giá 300 anh em chú ạ. Đấy. Trông rất là hay luôn. Chất thun thể thao anh em chú nhá. Chất thun thể thao. Vai trượt. Mã M26, vai 46 đến 51, bụng 59 và dài 73. Con này có giá là 300. Em lên một con Adidas form nhỏ này, M27. Vai 39, bụng 43 và dài 65. Vai 39, bụng 43 và dài 65, một em Adidas chất thun lạnh. Đây các anh chú ơi. Phần đằng sau, phía đằng sau này. Đây. Rất là thoáng luôn. Kiểu dáng nó đơn giản, chất thun lạnh nhá, và có phối với lại màu ghi xám này. Con này thì các anh các chú mà cao cỡ khoảng tầm 1m65 trở lại, nặng chắc là cỡ khoảng tầm 57 cân thôi, 57 cân trở lại mặc là đẹp này. Mã M27, vai 39, bụng 43 và dài 65. Vai 39, bụng 43 và dài 65. Con này có giá là 350.000 anh các chú ạ. Adidas Climaco đây ạ. Climacool. Mã M27, vai 39, bụng 43 và dài 65, giá 350.000 nhé, form nhỏ, chất siêu mát. Em lên mã M28 này, một em áo màu đen, vai 43, bụng 48 và dài 63. Vai 43, bụng 48 và dài 63, con này của Uniqlo, nhưng mà độ mới cực kỳ cao, màu đen ạ, màu đen. Tay có bo và cổ len nhé các anh chú.
Thực ra những cái dòng mà nó màu đen như thế này ấy, những con áo màu đen thế này, độ mới của nó, các anh chú cứ nhìn cái phần cổ này đây, nó sẽ biết. Đây các anh chú nhìn cái nếp gấp không? Không hề nhìn thấy dấu hiệu là bạc hay là xù gì luôn. Chất chất của nó là chất cốt tông tổ ong siêu đanh. Cái này thì quay máy giặt thoải mái luôn, nhưng mà tuy nhiên thì mình cũng hạn chế bởi vì sợ nó sẽ dính, nó dính những sợi bông ở những cái áo màu sáng ra ấy. Thì các anh các chú là mình lại phải mất công lấy băng dính để mình dính cái sợi bông với da, đúng không ạ? Đó, tay có bo. Con này cực kỳ đẹp luôn các anh các chú ơi, độ mới cao. Mã M28, vai 43 bụng 48 và dài 63. Vai 43 bụng 48 và dài 63, áo có xẻ như thế này ạ. Form nhỏ và cực kỳ chất đanh đẹp. Tác của nó đây các anh các chú ơi, Uniqlo nhá. Đó, có một cúp sơ cua này. Áo của con này là áo của Nhật các anh các chú ạ. Mã M28, vai 43 bụng 48 và dài 63, giá 300.000, 300.000 một con, siêu đẹp. Thật ra cái dòng Uniqlo này nó rất là phổ thông luôn, ở đâu cũng mình có thể gặp. Mã M29, vai 51 bụng 56 và dài 73, vai 51 bụng 56 và dài 73, một em Cologne Sport. Cái này thì phù hợp với các anh các chú mà tầm từ 50 tuổi trở lên đấy ạ. Cái form dáng và màu sắc phối, nó phối thế này hợp với canh các chú lắm luôn. Đây cái chất nó là chất kiểu chất đây, chất cốt tông ấy, chất cốt tông thể thao, nhưng mà em đưa lên ánh sáng thì kiểu nhìn nó xuyên, kiểu cảm giác xuyên thấu thế thôi, còn thực ra nó như thế này này. Đó, khi canh chú mặc lên không có lo là bị nó mỏng quá đâu ạ. Cái chất nó làm kiểu nó như thế đấy. Cologne Sport nhá, có cái logo ở ngực ạ. Tất cả các cúc của nó đây đều có tên thương hiệu. Cái dòng Cologne Sport này thì gặp rất là nhiều khi mà em bán các dòng áo phao rồi đấy ạ. Áo của Hàn anh nghe chú ạ. Đó, con này là giá 300.000, mã M29, vai 51 bụng 56 và dài 73, vai 51 bụng 56 và dài 73, mã M29, giá 300 anh nghe chú nhá. Nó có xẻ hai bên và cái vạt ở đằng sau nó dài hơn vạt ở trước một xíu. Cái này các anh chú từ 50 tuổi trở lên mặc bao đẹp bao sang luôn. M29 á, vai 51 bụng 56 và dài 73, giá 300 ạ. Em lên một con chất phun lạnh, mã M30 này, vai 45 bụng 48 và dài 71, dáng nó là dáng slim fit nha các anh các chú, chất mát rượi luôn, màu xanh này, kiểu dáng rất là đơn giản anh các chú ạ. Này nó có những cái lỗ thông hơi đây, nhưng mà nó không hề bị lộ hay là bị trông nó bị lố gì đâu ạ. Đây có cái logo theo logo cao su ở ngực như thế này, màu xanh hết một cái áo này luôn, không có gì quá đặc biệt đúng không ạ. Nhưng form nó là dáng slim fit. Mã M30, vai 45 bụng 48 và dài 71. Vai 45 bụng 48 và dài 71 ạ. Con này giá 300.000 ở chất thun lạnh. Chất thun lạnh, mát rượi. Màu này thì cực kỳ dễ mặc rồi các anh các chú ạ. Con này là áo này của Hàn Quốc và nó bị cắt tác thôi. Cái này là của Hàn Quốc. Cái thương hiệu này là của Hàn Quốc các anh các chú ạ. Mã M30, vai 45 bụng 48 và dài 71, giá 300. Theo em lên mã M31, vai 46 bụng 52 và dài 65. Vai 46 bụng 52 và dài 65, một em hiệu Harivation của Hàn Quốc các anh các chú ạ. Chất thun lạnh, mát rượi rượi, tác của nó đây. Ôi con này mát dã man luôn, để các anh các chú nhìn này. Đó. Phần cổ của nó may cũng rất là đẹp nhá các anh các chú. Có cúc ở nẹp ở phía trong này và logo thêu ở ngực màu xanh này. Đó, tên thương hiệu đây. Kiểu chất lạnh mát rượi các anh các chú. Có hai cúc sơ cua các anh các chú nhá. Độ mới cực kỳ cao, con này mới cỡ khoảng tầm 96-97%. Mã M31, vai 46 bụng 52 và dài 65, giá 350.000 này. 350.000 con này các anh các chú ạ. Đây nó may. Nó may ở phía đằng sau lưng ấy, nó mổ lưng. Mã M32, vai 46 bụng 52 và dài 65, giá 350.000 ạ, một con chất thun lạnh mát rượi. Em lên mã M32, cũng là một con chất thun lạnh nữa của Lightscope, một thương hiệu đến từ Anh. Mã M32, vai 44 bụng 47 và dài 71. Vai 44 bụng 47 và dài 71 anh các chú ạ, một em thương hiệu của Anh và nó là xuất Hàn, hàng xuất Hàn. Đó, Lightscope này. Kiểu dáng rất là đơn giản, vai là vai trượt đấy các anh các chú. Vai tầm khoảng 43 đến 45, 46 mình đều mặc được. Siêu co giãn luôn. Con này thì nó co giãn rất là nhiều chất. Cái này các anh chú mặc chơi thể thao ấy. Đó, tuy nhiên cái form này phù hợp với những anh chú mà kiểu phong cách trẻ trung đấy ạ. Phần nó may này.
Đó. Chất là chất thun lạnh mát rượi luôn. Mã M32 hiệu Lyscot ạ. Vai 43 đến 46, bụng 47 và dài 71. Giá 380.000 anh chú nhá. Đó. 380.000 cho mã M32. Con này đẹp này các anh các chú. Đây, rất là trẻ trung. Mã M33, M33. Vai 45, bụng 50 và dài 66. Vai 45, bụng 50 và dài 66 anh các chú ạ. Màu ghi phối với lại màu đỏ cam. Con này là cũng của Hàn Quốc. Chất thun lạnh, mát rượi luôn. Đó. Kiểu dáng nó cũng đơn giản thôi, nó chỉ khác biệt là phối màu như thế này. Anh chú có thể quan sát phần cổ đấy ạ. Độ mới rất là cao. Con này mới cỡ khoảng tầm 98-99%. M33, size 45, bụng 50 và dài 66. Con này giá 350.000 anh chú nhá. M33, size 45, bụng 50 và dài 66 ạ. Màu đỏ cam phối màu ghi, rất là trẻ trung. Anh em chú mà mình hay chơi thể thao ấy, hay là thích những phong cách trẻ trung, mình phối đồ lên mặc con này thì cực kỳ đẹp luôn. Mã M33, vai 45, bụng 50 và dài 66, giá 350.000 anh em chú ạ. 350, con này thì không xẻ hai bên đâu ạ, chất thun lạnh. Em lên mã M34. Vai 42, bụng 48 và dài 68. Em này có giá là 280.000 này. Một em dáng slim fit của Hàn Quốc anh em chú ạ, hiệu Regia. Regia. Đó, màu nó là màu xanh và phối với lại một chút xíu màu đỏ cam nữa, cực kỳ trẻ trung. Cái này thì phù hợp với anh những chú mà không có bụng nhá. Nếu mà có bụng mình mặc những con áo này nó sẽ không hợp đâu ạ. Mã M34, size 42, bụng 48 và dài 68. Giá 280.000 anh em chú ạ, chất cốt tông 100%. Màu xanh rất là đẹp, có xẻ hai bên như thế này các anh chú ạ. Mã M34, size 42, bụng 48 và dài 68. Giá 280.000 ạ. Em lên M35 này, một em phi la các anh em chú ơi. M35, vai 45, bụng 51 và dài 70. Vai 45, bụng 51 và dài 70 ạ. Này, hiệu phi la nhé các anh các chú. Chất thun lạnh, màu hồng phối với kẻ đen. Một em áo của Hàn Quốc ạ. Áo, đây có một cúc sơ cua nữa. Tất cả các cúc của nó đều có tên thương hiệu. Cổ thì nó màu ghi. Còn thân áo thì nó là màu kẻ nhé các anh các chú. Con này thì kiểu dáng cực kỳ trẻ trung đây. Các anh chú mà chơi gốp này, chơi thể thao mặc những con này thì rất là thích. Hoặc là mình có thể mặc để đi chơi, đi làm. Nếu mà các anh chú mình không có yêu cầu về trang phục công sở ấy, mặc kiểu là rất là phóng khoáng chẳng hạn, thì mình mặc những con này đi làm mùa hè mát rượi luôn. Mai khoảng tầm vài tháng nữa thôi, mùa hè ngoài miền Bắc nó nóng vô cùng nóng. Thì chỉ có những con này thì nó mới chịu được cái nóng của mùa hè ở miền Bắc. Đúng không ạ? Này, chất tác của nó đây ạ. Xịn sò cực, con này mã M35, vai 45, bụng 51 và dài 70, giá 380.000. Mã M35, vai 45, bụng 51 và dài 70 ạ, giá 380.000 anh em chú nhá. Phối màu cực kỳ đẹp luôn. Mã M36 này, một em màu xanh navy các anh em chú ơi, mã M36. Vai 47, bụng 53 và dài 70. Vai 47, bụng 53 và dài 70 ạ. Một em áo của Hàn Quốc, chất cốt tông tổ ong. Đây ạ. Độ mới cực kỳ cao các anh chú nhá. Cái chất này của nó là chất cốt tông tổ ong ấy, rất là mềm này và chất nó dày. Mặc đảm bảo là không nóng bí gì đâu ạ. Con này thì form kiểu cũng rất là trẻ đây. Đó. Mã M36 này. Vai 47, bụng 53 và dài 70. Giá 300.000 anh chú nhá. 300.000 con này ạ. Kiểu đơn giản thôi, kiểu dáng rất đơn giản, chỉ một màu xanh navy thế này thôi ạ. Mã M36, vai 47, bụng 53 và dài 70, giá 300.000 ạ. Em lên mã M37 này, của Binpulle Group anh nha chú ơi, con này thì siêu đẹp. Mà kiểu rất là trẻ này, M37, vai 44, bụng 47 và dài 67. Vai 44, bụng 47 và dài 67 các anh nha chú ạ. Bipole gốc đây anh em chú ơi. Màu trắng này phối với màu đen và màu ghi. Cổ là cổ len, độ mới cực kỳ cao đây các anh em chú có thể quan sát ạ. Tay cũng có bo, tay có bo. Con này là chất thun lạnh, siêu mát luôn. Cái này là dòng để cho chơi gốc. Cho nên là các anh em chú biết là nó cực kỳ đắt đấy ạ, của hiệu Bipole nữa. Đó. Rất là mượt mà, độ mới cao. Mã M37,
Vai 44, bụng 47 và dài 67. Vai 44, bụng 47 và dài 67 ạ. Con này giá 400 nghìn nha chú ơi. 400 nghìn ạ. Một con Binpole. Em lên mã M38 này. Vai 47, bụng 54 và dài 72. Vai 47, bụng 54 và dài 72 ạ. Chất của nó cũng là chất thun lạnh và nó khác những con kia, con kia nó là trơn đúng không ạ? Còn con này thì nó kiểu đây, chất nó rất là hay, nhiều khi là em cũng không thể tả nổi luôn ấy. Nghe chú nhìn mặt trong của nó nhá. Còn mặt ngoài của nó đây, cảm giác là những cái vân màu sáng này này, nó nổi lên. Đó. Áo có xẻ. Đây, 32 độ, 32 độ cool. Đó, con này thì mặc lên mát dựa rồi. Nó kiểu cái chất của nó giống như cái chất của Adidas ấy, cái Lima Cool ấy các anh các chú. Đấy, mát lắm. Mã M38, vai 47, bụng 54 và dài 72. Vai 47, bụng 54, dài 72, áo của Hàn Quốc các anh các chú nhá. Áo của Hàn Quốc. Màu rất là hay, màu phối cực kỳ hay luôn, nó không phải là một cái màu. Cái màu này em phải gọi là màu gì nhỉ? Nó là màu tím, nó là màu tím tím lại đỏ đỏ ấy, không tả được, nói chung màu này đẹp lắm. Đây. Trông rất là lạ đúng không ạ? Mã M38, vai 47, bụng 54 và dài 72, giá 350.000 nha anh các chú nhá. Con này mặc lên bao chất luôn, đẹp cực kỳ đẹp. Màu lạ. Những anh những chú mà thích những cái tông màu lạ đấy thì mặc những con như thế này. Bao đẹp, mã M38, vai 47, bụng 54 và dài 72, giá 350. Mã M39 anh các chú ơi. M39 ạ. Continental ạ. Chất thun thể thao rất rất đẹp luôn ấy. Đây. Nó phối này màu đen với màu ít một ít màu ghi. Mã M39, vai 48, bụng 54 và dài 71. Vai 48, bụng 54 và dài 71 các anh em chú ạ. Con này là cũng của Hàn Quốc đây. Của Hàn Quốc nha các anh em chú, chất thun thể thao siêu đẹp. Có lộ có đấy, có tên thương hiệu ở phía đằng sau lưng này. Đó. Chỗ này cũng là logo của thương hiệu. Con này rất rất đẹp luôn. Mã M39, vai 48, bụng 54 và dài 71. Vai 48, bụng 54 và dài 71, chất nó mượt mà lắm các anh chú ạ. Đây. Con này giá 350.000 các anh chú nhá, một em áo polo siêu đẹp của Hàn Quốc. Tay nó cũng có phối đấy ạ, tay nó cũng có phối một ít màu ghi như thế này và giống như phần cổ của nó đấy. Mã M39, vai 48, bụng 54, dài 71, giá 350.000 ạ. Em lên con Nike Gop, mã M40, vai 46, bụng 53 và dài 69. Vai 46, bụng 53 và dài 69 này, một em màu ghi muối tiêu các anh các chú ạ. Nike Gop, cổ của nó thì cũng là giống như chất thân áo. Đây, có một cái móc, một cái logo Nike. Cái này là hàng của Thái Lan đấy các anh các chú ạ. Hàng Thái Lan xuất Hàn. Xuất Hàn, xuất Nhật. Đây ạ. Tác của nó quá trời tác luôn. Đây. Nike Gop, chất thun thể thao. Mã M40, vai 46, bụng 53 và dài 69. Em này có giá là 350k các anh em chú nhá, màu ghi ạ. Mã M40, vai 46, bụng 53 và dài 69, chất thun thể thao hiệu Nike. Giá 350 ạ. Mã M41, vai 51, bụng 58 và dài 73. Vai 51, bụng 58 và dài 73 các anh em chú ạ. Màu ghi phối với màu trắng này, hiệu Leco Sportive, siêu đắt đỏ luôn. Đó, cái này là thêu toàn bộ các anh em chú nhá. Chất của nó chất thun thể thao, độ mối cực kỳ cao các anh em chú ạ. Cái màu này nó là màu ghi sáng đấy, màu ghi sáng phối với lại màu trắng nhá các anh em chú. Màu trắng sữa, trắng kem ấy ạ, màu trắng đây ạ. Độ mới rất là cao này, áo này cũng có cúc, cũng không có cúc mà nó có kéo khóa. Cái móc khóa của nó đây, có chữ Leco Sportive, chất thể thao siêu đẹp các anh chú ạ. Con này khá là rộng rãi, đó, con này giá 400. Mã M41, vai 51, bụng 58 và dài 73, giá 400 các anh chú ạ. Đây. Rất là đẹp, chất thun đanh, chất thể thao. M41, vai 51, bụng 58 và dài 73, giá 400.000. Đây ạ, nó có cả tên thương hiệu phía đằng sau cổ đây ạ. Đó. Em lên mã M42, một em Fila các anh chú ơi. M42 này chất thun thể thao.
Vai 46, bụng 52 và dài 68. Vai 46, bụng 52 và dài 68, M42 ạ. Chữ Fila là thêu anh chú nhá. Đó, chất thun thể thao mát rượi. Rất là mượt mà. Mã M42. Vai 46, bụng 52 và dài 68 á. Màu đen hết luôn, mượt mà cực kỳ luôn. Con này giá là 380.000. 380.000 ạ. Cái này nó không có xẻ hai bên các anh chú ạ. Tác của nó đây. Con này là hàng của Nhật các anh chú nhá. Hàng của Nhật và có hai cúc sơ cua như thế này. Đây có chết mã, chết QR code đấy ạ. Mã M42. Vai 46, bụng 52 và dài 68 ạ. Con này có giá là 380.000 đây. Mã M43 này. Một em màu đen của Yonex. Một em màu đen của Yonex ạ. Chất cũng là chất thể thao rất rất dày dặn luôn. Mã M43. Vai 43, bụng 49 và dài 68. Vai 43, bụng 49 và dài 68 ạ. Ôi con này chất đẹp lắm. Giá 350.000 anh chú nhá. Chất thể thao cực kỳ mượt mà, đanh dày dặn. Đó, tuy nhiên nó rất là thấm hút mồ hôi. Một thoáng. Cổ của nó đây ạ, cổ của nó độ mới cực kỳ cao, tay không có bo nhá. Có cái tên có cái hình thêu Yonex. Hình thêu thương hiệu Yonex ở ngực. Áo rất là đơn giản thôi, nhưng con này phối đồ cực kỳ dễ, các anh các chú mặc với quần thứ gì cũng được luôn. Mã M43, vai 43, bụng 49 và dài 68 ạ. M43, vai 43, bụng 49 và dài 68, giá 350 này. Em lên mã M44, đây một em màu ghi sáng, một em màu ghi sáng chất thun lạnh của Vasi. Này, nó là màu ghi rất là kiểu đơn giản đấy, nhưng nó phù hợp với cái tông, cái màu neon này, cái màu neon vàng chanh này. Anh em chú nhìn nhá, siêu đẹp luôn ý. Kiểu dáng càng đơn giản thì càng dễ mặc anh em chú ạ. Cái này cũng là của Hàn ạ. Con này cũng của Hàn đây. Mã M44, vai 47, bụng 52 và dài 71 ạ. Vai 47, bụng 52 và dài 71. Cái cúc của nó cũng là màu neon như thế. Đó, có cái logo này. Giá 300.000, anh chú có thể quan sát phần cổ. Cái phần cổ thì nó màu của nó sẽ sáng hơn một xíu so với tông màu áo nhá. Là kiểu nó như thế đấy, chứ không phải là phai, nó bạc gì đâu ạ. Mã M44, vai 47, bụng 52 và dài 71 ạ. Con này có giá là 300.000 anh chú nhá, 300.000. Những cái con chất thun lạnh này này, khi mà mình chưa mặc căng lên ấy thì cứ tưởng nó bị dão như thế này đúng không ạ anh chú. Nhưng mà các anh chú không không phải đâu ạ. Đây ạ. Nó mặc lên thì nó mới tôn được cái dáng áo, còn những chất thun lạnh thì cái chất nó có độ rủ ấy, thành ra là mình nhìn nó bị như thế đấy. Mã M44, vai 47, bụng 52 và dài 71, giá 300.000. Mã M45, một em The North Face anh em chú ơi. Vai 50, bụng 56 và dài 70. Vai 50, bụng 56 và dài 70, một em The North Face đấy ạ. Cổ nó là cổ len này. Bo tay ở dưới nó cũng là len, áo có logo ở ngực đấy ạ. Toàn bộ nó là thêu hết những cái giờ nó có chữ giờ North Face này, màu ghi ạ, màu ghi. Mã M45, vai 50, bụng 56 và dài 70. Vai 50, bụng 56 và dài 70 ạ. Cúc của nó có tên thương hiệu giờ North Face đây. Chất cốt tông tổ ong rất là mượt mà. Con này giá 350.000 anh chú nhá, 350.000. Mã M45, vai 4, vai 50, bụng 56 và dài 70 ạ. Vai 50, bụng 56 và dài 70, giá 350.000, The North Face. Em lên con Nepa, đấy hôm nay các anh em chú thấy đấy, toàn thương hiệu là thương hiệu đúng không ạ? Từ đầu đến cuối đến giờ tất cả nó đều là hàng thương hiệu lớn, thương hiệu xịn. Một em Nepa, mã M46, vai 52, bụng 57 và dài 70. Vai 52, bụng 57 và dài 70 ạ. Một em Nepa màu đen. Một em Nepa màu đen ạ. Có cái logo ở ngực như thế này bằng cao su này. Đó. Kiểu dáng cực kỳ đơn giản mà chất nó đẹp. Đây, có xẻ hai bên các anh chú nhá. Em này là của Hàn Quốc các anh chú ạ. Có cúc sơ cua. Và các anh chú nhìn phần cúc của nó này. Cực kỳ xịn luôn. Đây ạ. Mã M48. Vai 52, bụng 57 và dài 70 ạ. Vai 52, bụng 57 và dài 70. Giá là 380.000. 380.000. Mã M48 này có chữ Nepa nó thêu ở tại cánh tay đấy ạ. Đấy, kiểu dáng cực kỳ đơn giản thôi, nó chỉ có một cái logo ngực và có chữ thêu ở tay như thế này. Mã M46. Vai 52, bụng 57 và dài 70. Giá 380 ạ.
Mã M47, một em Adidas anh các chú ơi, M47 một em Adidas form khá là to. Vai 50, bụng 52 và dài 81. Vai 50, bụng 52 và dài 81 nhá các anh các chú, nó là màu xanh ạ, có kẻ sọc trắng như thế này, chất của nó đây. Đó, cái chất của nó cũng là chất sọc ấy. Adidas Climacool đấy ạ. Tay của nó thì là phối với cũng có phụ ít phối màu trắng như thế này. Cái vạt áo của nó, vạt đằng sau sẽ dài hơn vạt đằng trước như thế này các anh các chú nhá. Em đo ấy, cái vạt đằng sau là 81 còn vạt đằng trước như thế này chắc là nó cỡ khoảng 77 ạ. Mã M47 này. Một em Adidas. Chất siêu đanh luôn. Có chữ thêu phía đằng sau lưng các anh các chú ạ. Này, chất này cực kỳ đẹp nhá. Mã M47. Vai 50, bụng 52 và dài 81. Giá 380.000 anh em chú ạ, 380.000 M47. Vai 50, bụng 52 và dài 81 ạ. Mã M48. Vai 53, bụng 59 và dài 70. Vai 53, bụng 59 và dài 70 ạ. Con này là của Beverly Hills Polo Club anh em chú ạ. Đó, cái tông nền của nó thì là màu ghi này, có những cái họa tiết nhỏ là màu màu nâu đỏ ấy. Con này họa tiết cực kỳ đẹp luôn, phù hợp với những anh những chú mà mình thích những cái gam màu lạ và nó là áo họa tiết đấy ạ. Cổ của nó là cũng là cùng với cái chất liệu của thân áo luôn anh chú nhá. Nó có mỗi một cái logo, logo thêu ở ngực như thế này. Đó. Tên của nó đây, cái cúc của nó rất rất xịn sò, chất cốt tông tổ ong nhá các anh các chú. Áo này cũng là áo của Hàn Quốc đấy ạ. Mã M48, vai 53, bụng 59 và dài 70. Giá 350.000 ạ, 350.000 cho em Polo Club này. Mã M49, một em KF các anh nha chú ơi. Vai 46, bụng 56 và dài 72. Vai 46, bụng 56 và dài 72 ạ, chất thun lạnh. Một em áo của Hàn Quốc đây ạ. Độ mới cực kỳ cao nhá, màu xanh than này, có một cái logo ở ngực như thế này thôi, kiểu dáng nó rất đơn giản mà mặc thì rất cực kỳ đẹp. Đúng không ạ? Cái này phối đồ rất là dễ. Anh em chú mặc ở mọi hoàn cảnh luôn, mặc đi tập thể thao, mặc đi chơi, đi du lịch, đi mọi nơi luôn, đi đâu cũng được ạ. Một chất nó đẹp lắm. Con này thì em bán rất là nhiều mã này rồi, nhiều nhiều cái chất liệu như thế này và cái thương hiệu này rồi. Anh em chú mặc vô cùng thích luôn. Đó, chất của nó mát rượi rượi. Mã M49 của Hàn ạ. Vai 46, bụng 56 và dài 72. Vai 46, bụng 56 và dài 72 các anh em chú ạ. Ôi con này rất là mới luôn. Con này đây, tháng 4 năm 2023 đây các anh các chú ạ. Đó. Tháng 4 năm 2023 đây các anh các chú này. Chưa được một năm luôn, độ mới cực kỳ cao nhá. Mã M49, vai 46, bụng 56 và dài 72. Thế cho nên là nó có những con áo như này để các anh các chú biết rằng là những cái kiện nhà em lấy hàng về ấy, nó rất là mới. M49. Vai 46, bụng 56 và dài 72, giá 350, 350.000 con này. Em lên mã cuối cùng của ngày hôm nay, M50. Vai 46, bụng 51 và dài 72. Vai 46, bụng 51 và dài 72, con này chất cũng là chất thun lạnh. Chất thun lạnh nha chú ạ. Đây ạ. Áo có túi ngực này. Đó. Màu của nó là màu ghi xám, kiểu dáng trẻ trung nhá. Túi ngực có nắp ạ, và có cái phần ngực này nó có phối cái phần kẻ này nữa đây ạ. Con này mặc mát rượi luôn, có xẻ hai bên và cái vạt ở đằng sau nó dài hơn vạt đằng trước một xíu, thực sự luôn. Những cái chất thun lạnh này mặc sướng cực kỳ luôn, em sờ và em đã cảm nhận là mặc đã thích rồi. Mã M50, vai 46, bụng 51 và dài 72, con này giá là 300.000 các anh chú nhá, 300.000. Mã M50, vai 46, bụng 51 và dài 72, 350 các anh chú ạ. Kiểu dáng thì nó đặc biệt, nó có cái túi này thôi, còn rất là đơn giản như thế này, kiểu dáng trẻ trung phù hợp với anh chú mà thích cái phong cách trẻ trung đấy ạ. Mã M50, vai 46, bụng 51 và dài 72, giá 300.000 các anh chú nhá, 300.000. Rất siêu mát. Như vậy là ngày hôm nay em Thanh đã lên tất cả 50 sản phẩm áo polo ngắn tay của bé. Các anh các chú cần đặt hàng vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc Zalo của em Thanh 0832 625789 để em gửi hàng. Em xin cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã theo dõi video của em và hẹn gặp lại các quý khách hàng ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn và xin chào.